Trước tình trạng lấn chiếm và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh bán hàng rong trái phép, họp chợ không đúng nơi quy định thường xuyên xảy ra tại các khu vực như thị trấn Phát Diệm, các tuyến đường trục chính của huyện và nhiều đường giao thông nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn đã xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Theo đó, yêu cầu các cấp chính quyền cơ sở chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tiến hành cưỡng chế, giải tỏa đối với những trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, tổ chức các buổi ra quân xử lý các vi phạm hành lang đường bộ, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo lắp dựng trái phép, tuyên truyền vận động người dân ký cam kết tự tháo dỡ vi phạm theo đúng quy định, chỉ đạo các đơn vị đoàn thể trên địa bàn phối hợp tổ chức tổng vệ sinh môi trường, quét dọn lòng đường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, đường thông hè thoáng. Công an huyện phối hợp với các xã thị trấn và ban an toàn thông các xã thị trấn đã ra quân giải tỏa cái trật tự công cộng trên địa bàn xã. Bên cạnh đó thì công an huyện cũng chỉ đạo lực lượng công an các xã thị trấn phối hợp với công an huyện để là cùng với tham mưu cho ủy ban nhân dân các xã làm tốt cái trật tự công cộng và cái vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Và đặc biệt là chúng tôi sẽ quyết liệt chỉ đạo đội cảnh sát giao thông phối hợp với đội phong trào xã, đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc là kiên quyết không để cho các cái hộ dân và các cái để bán chợ hoa trên cái trục quốc lộ 10 và trên cái đường 481 và quốc lộ 12B đối với trên địa bàn huyện Kim Sơn. Tại thị trấn Phát Diệm, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của huyện Kim Sơn, thời gian qua tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán diễn ra khá phổ biến. Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân thị trấn Phát Diệm đã chỉ đạo 8 trên 8 phố tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời vận động từng hộ dân ký cam kết không vi phạm. Vì vậy, công tác giải tỏa đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của các tầng lớp nhân dân. Trước khi chúng tôi làm cái vấn đề này thì chúng tôi đã tổ chức cho các hộ dân là ký cam kết là tổ chức là thực hiện nghiêm túc là đảm bảo hành lang an toàn giao thông, không được đặt hàng quà để lấn chiếm cái lòng đường vỉa hè và đảm bảo cho đường thông hè thoáng. Và nếu như hộ nào cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ là xử phạt nghiêm theo quy định pháp luật. Và song song việc làm trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng là chấn chỉnh những cái biển quảng cáo và đồng thời làm tốt cái vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, công an thị trấn Phát Diệm thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố có mặt tại những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng người dân kinh doanh buôn bán không đúng nơi quy định, tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là những hộ gia đình tái phạm nhiều lần. Công an thị trấn đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có những giải pháp thực hiện việc đảm bảo an toàn giao thông trong các cái giờ cao điểm, nhất là khi những người dân đi bán các hàng rong trên tuyến phố thuộc quốc lộ 21B. Đây là một việc làm thường xuyên đối với công an thị trấn, nhưng cái giải pháp chính vẫn là ý thức chấp hành người dân, để tuyên truyền cho người dân có ý thức chấp hành luật lệ giao thông và tham gia giao thông có ý thức tổ chức. Công an thị trấn đã triển khai cho cảnh sát khu vực ký cam kết đến các hộ kinh doanh buôn bán trên toàn các tuyến phố để lập lại cái trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, để giữ vững ổn định trật tự vỉa hè lòng đường không tái lấn chiếm, huyện Kim Sơn tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không bày bán hàng quán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, thường xuyên duy trì lực lượng chức năng để nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để người dân có ý thức hơn trong việc đảm bảo hành lang an toàn giao thông. Đón bình minh rạng rỡ trong lung linh ánh nắng với những bộ trang sức lấp lánh sắc màu thiên nhiên. Tận hưởng cuộc sống tươi đẹp theo phong cách của riêng mình. Cho một ngày tỏa sáng và đầy hứng khởi. Trang sức cao cấp Doji luôn tỏa sáng